Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ. Thì mình mới vừa ra cái chuồng bồ câu của mình ăn cho ăn xong á, thì mình lướt Facebook mình phát hiện cái tin này giật mình luôn mọi người. Đó. Cái có một anh chơi chung hội bồ câu đó, thì anh đăng một bài đăng là có một cái chú ở Bến Tre có nuôi bồ câu banh nhiều lắm. Thì nhưng mà chú đã ra đi đột ngột, để lại chú cá chạy đó. Gia đình còn thanh lý gấp giá mềm cho những anh em nào mà có đam mê nuôi bồ câu kiện á, bồ câu banh á, thì qua nhà ủng hộ dùm. Chút mình sẽ để số điện thoại lên cái màn hình luôn mọi người. Số điện thoại của chú mình có lưu luôn, nhưng mà không biết giờ số đó còn xài không, để chút mình liên hệ lại cái anh mà lại đăng bài đó. Thì mình hỏi anh coi cái số đó đúng như chú còn xài không, giống như số của chú á, giờ chú mất thì để lại cho gia đình xài á, thì mình sẽ để lại cái số, để số đó lên màn hình. Thì mình giật mình cái là về mọi người, tại vì cái chú đó là lúc trước mình có qua trại chú quay một lần rồi, mình đi với anh Bình cho gạo á, thì hai anh em đi vào bển bắt bồ câu mà mình không bắt được cặp nào á. Anh Bình thì bắt được hai cặp bồ câu banh đó, thì mình có quay lại một clip mình đăng lên cái kênh YouTube của mình đó. Mọi người cứ vô cái trang YouTube của mình, mọi người bấm vô cái chữ video đó, mọi người vuốt lên là mọi người thấy cái clip nào mà hình nền là có một chú ở trần á, là để gì cái trại bồ câu của chú ở Bến Tre đó, thì clip đó của chú mọi người đó. Thì lúc trước mình qua thì chú nuôi bồ câu banh nhiều lắm, có kinh Hà Lan, có gà nữa, nhưng mà đa số là banh Việt Nam á. Đó thì mình có xin cái anh đăng đó là gửi qua cho mình hai clip, mà hai clip ngắn mọi người, clip có mười mấy giây với clip có 8 giây à. Tại vì anh nói là anh qua là lúc gia đình cũng đang lưu bu lo hậu sự cho chú á, nên có không có quay được nhiều, quay giống như là quay sơ sơ vậy á. Rồi mọi người muốn mua thì qua trực tiếp á, mình xem được thì mua cặp nào mình mua nha mọi người đó. Thì bây giờ mình để cái hai cái clip đó, hai clip của câu của chú á, để lên cho mọi người xem tham khảo sơ sơ đó, rồi mua thì liên hệ gia đình đó, để qua nhà mình coi trực tiếp sẽ dễ hơn nha mọi người. Thời giờ mà mọi người xem hai cái clip của cái anh đó gửi qua nha. Đây là một cậu miệng ngoài nó dễ rồi, không hiểu không?